Vâng, chúng ta đang đi đến Tây Thiên. Anh xem cho em một cái cảnh em bê được cái gì lên. Mày thì bê được cái, chả bê được cái gì. Bê được cái chuồng cái sau kia không? À. Còn giấm chuồng. Vâng, đây là anh Bia Đen đến từ Hướng Dương. Đây. Chúng có kiểu để anh nhâm cái chuồng cái này kìa. Còn đây là hai bạn nữ đang tự sướng. Đoàn đang lên Tây Thiên Thiền Viện. Hai cậu kia đã dừng lại để tự sướng nhá. Ồ. Có em nào ôm cột thì ôm đi. Bắt ngay được cái đôi này đang tự sướng này. Úi dồi ôi, cười tươi như hoa. Kia là hai cậu nào kia? Nhanh lên nào. Trời. Đây là anh Thương Đen. Đây là cô Thủy đến từ Hướng Dương. Còn cái đôi kia đang trồng mông chụp hình, không biết là đôi nào. Bên kia là cái gì như lâu đài đấy chứ nhỉ? Cái tháp mà mới xây ạ. Đây mà nắng như thế. Cảnh quang. Mình lên trên cái chỗ kia ai hóa. Không lên được đâu. Chúng mày lên thôi, anh đứng ở dưới anh chờ. Thôi đoàn đâu hết rồi? Không phải thiếu người. Ăn gì đấy? Thằng này nha, giả em vào mũ đi nha. Giả? Không giả gì. Giả. Vâng, đây là cô trưởng đoàn ạ. Hai anh này đang tâm sự riêng từ lễ giờ bây giờ đến đây sao? Đang bệnh tự sướng. Ôi trời. Chào các bạn ở nhà nhé, rất là chia buồn với các bạn.